Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các vị đại biểu, sau đây tôi xin trình bày đề tài mang tên là cải thiện tỷ lệ bệnh nhân sử dụng đúng các dụng cụ HIT tại phòng quản lý bệnh mãn tính HCVD. Như chúng ta đã biết, ngày nay thì thuốc từ răng HIT được sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong điều trị các bệnh mãn tính CVD và HEN vì có nhiều ưu điểm là tác dụng tại chỗ, hiệu quả cao, liều lượng thấp và ít tác dụng phụ. Tuy nhiên, không giống như các loại thuốc theo đường uống và đường tiêm tĩnh mạch khác, hiệu quả điều trị của thuốc HIT phụ thuộc rất lớn vào khả năng hít thuốc đúng kỹ thuật của bệnh nhân. Sử dụng sai các dụng cụ hít hay kỹ thuật kém làm thuốc giảm mà không có hiệu quả để điều trị, ngoài ra còn gây lãng phí thuốc và tăng tác dụng phụ của thuốc. Tuy nhiên trên thế giới thì tỷ lệ bệnh nhân dùng sai rất cao, từ 35 đến 92%. Ở Việt Nam, theo đánh giá tại một phòng khám quản lý bệnh phổi mãn tính năm 2014 tại bệnh viện Bạch Mai thì có đến ít nhất 86,5% bệnh nhân mắc ít nhất một lỗi trong kỹ thuật sử dụng thuốc. Phòng quản lý bệnh CVD hay bệnh viện Đống Đa thành lập từ tháng 5 2015. Tuy nhiên, theo đánh giá sơ bộ từ tháng 3 2017 thì số lượng bệnh nhân sử dụng đúng thành thạo dụng cụ CT là rất thấp. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi làm đề tài với hai mục tiêu: thứ nhất là đánh giá kỹ thuật sử dụng dụng cụ HIT của bệnh nhân; thứ hai là thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ bệnh nhân sử dụng đúng các dụng cụ HIT. Xin đi qua phần tổng quan. Về tổng quan các dụng cụ HIT thì các loại dụng cụ HIT chính hiện nay là bình xịt định liều, dụng cụ bình hít bột khô, khí dung và dụng cụ bình xịt hạt mịn Desvimax. Sử dụng đúng các dụng cụ phân phối thuốc bao gồm chọn lựa đúng dụng cụ, kỹ thuật hít đúng và tuân thủ điều trị, trong đó kỹ thuật hít đóng có ý nghĩa quyết định về sự phân phối ở phổi, do đó quyết định hiệu quả của thuốc lên kiểm soát bệnh. Bình xịt định liều là thiết bị phun hít cầm tay dùng lực đẩy để phân phối thuốc, có ưu điểm là dễ mang theo, khả năng phân phối đa liều, ít nguy cơ nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, nhược điểm cần phối hợp tốt giữa động tác nhấn thuốc và hít. Ngoài ra, do vận tốc luồng khí lớn nên dễ đọng thuốc ở phổi. Bình hít bột khô là thiết bị được kích hoạt bởi nhịp thở giúp phân phối thuốc ở dạng phân tử chứa trong nang. Ưu điểm không cần phối hợp tay và miệng, dễ mang theo, không cần giữ nhịp thở sau khi hít. Nhược điểm là đòi hỏi lưu lượng thở thích hợp và độ ẩm có thể làm vón cục thuốc dẫn đến giảm phân phối thuốc. Về tổng quan thực trạng sai sót trong kỹ thuật sử dụng thuốc dạng hít thì theo y văn thì còn đến 35 đến 94% bệnh nhân sử dụng sai dụng cụ hít, tùy thuộc vào loại đánh giá và loại dụng cụ. Tỷ lệ này đáng buồn là không được cải thiện trong suốt 40 năm qua. Người ta cũng nghiên cứu đánh giá kỹ thuật hít bằng bằng kiểm là phương pháp phổ biến, khả thi và dễ sử dụng nhất. Tuy nhiên, đến khoảng 25% bệnh nhân dùng thuốc mà không được hướng dẫn bởi nhân viên y tế. Vì vậy, huấn luyện đúng kỹ thuật hít là then chốt trong quản lý bệnh. Về các nghiên cứu về cải thiện tỷ lệ sử dụng đúng bệnh cụ dùng hít thì chỉ định dụng cụ hít phù hợp, huấn luyện bài bản và theo dõi thường xuyên làm tăng tỷ lệ sử dụng đến 79%. Mà có rất nhiều phương pháp huấn luyện, kỹ năng tư vấn hướng dẫn của nhân viên y tế cũng đóng góp vai trò quan trọng trong đánh giá và cải thiện kỹ thuật hít của bệnh nhân. Theo GINA 2016 thì sau thời gian huấn luyện, tuy nhiên các lỗi sử dụng sai thường xuất hiện lại sau 4 đến 6 tuần huấn luyện. Người ta cũng nghiên cứu cải thiện kỹ thuật hít thuốc đã làm giảm triệu chứng, giảm tần suất sử dụng thuốc cắt cơn, cải thiện chức năng phổi, đặc biệt là bệnh nhân hen. Nghiên cứu của chúng tôi là đối tượng gồm những bệnh nhân được quản lý tại phòng quản lý bệnh phổi mãn tính bệnh viện Đa khoa Đống Đa từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2017. Những bệnh nhân được chẩn đoán xác định CVD hoặc hen phế quản, tuổi lớn hơn 18, đang sử dụng các dụng cụ phân phối thuốc dạng phế quản kết hợp corticoid dạng hít, bình xịt định liều và bình hít bột khô, đã sử dụng dụng cụ hít ít nhất 1 tháng được đưa vào nghiên cứu. Những bệnh nhân không đến khám đủ các tháng, bệnh nhân không tự sử dụng các dụng cụ hít và không đồng ý tham gia nghiên cứu được loại trừ. Đây là nghiên cứu tiến cứu cắt ngang, sử dụng kỹ thuật phỏng vấn quan sát đánh giá qua bằng kiểu. Bệnh nhân đến khám vào tháng 5 và đánh giá kỹ thuật sử dụng đúng hít thuốc, sau đó được đánh giá lại sau 3 tháng sau khi thực hiện các giải pháp. Các giải pháp chúng tôi thực hiện, thứ nhất là nhân viên y tế được đào tạo cập nhật có kiến thức chuyên sâu về các dụng cụ hít và kỹ năng tư vấn sử dụng. Chúng tôi xây dựng bằng kiểm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khuyến cáo của nhà sản và các nghiên cứu đã được công bố. Chúng tôi đánh giá bệnh nhân dùng sai kỹ thuật khi bệnh nhân sai ít nhất một bước quan trọng. Bước quan trọng là bước nếu bệnh nhân sử dụng sai dẫn tới không có hoặc rất ít thuốc vào phổi. Đây là bằng kiểm. Chúng tôi đã tổ chức một buổi sinh hoạt khoa học về vai trò sử dụng dụng cụ hít, các sai sót hay gặp, các sai sót liên quan đến ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng thuốc. Xây dựng một tài liệu hướng dẫn sử dụng cho bệnh nhân đến khám, phát tờ rơi hướng dẫn.
chọn đúng dụng cụ hít phụ thuộc vào cách phối hợp giữa dụng cụ và lực hít của bệnh nhân qua dụng đánh giá lực hít của bệnh nhân qua dụng cụ thử là tu vân test và acu test, thu vỏ thuốc đã dùng của bệnh nhân mỗi lần đến khám. Mỗi lần bệnh nhân đến khám đều được thao tác lại và chúng tôi quan sát đánh giá cách sử dụng dụng cụ qua bằng kiểm. Nếu mà phát hiện sai sót, chúng tôi sẽ tư vấn làm mẫu hướng dẫn lại cụ thể. Cuối cùng là thu thập bằng kiểm. Kết quả nghiên cứu chúng tôi có 121 bệnh nhân đạt tiêu chuẩn nghiên cứu, trong đó chủ yếu là nam, 63,3%, tuổi trung bình là 69,5, và có 87 bệnh nhân CVD, chủ yếu là bệnh nhân CVD. Các loại dụng cụ hít thì chúng tôi nhận thấy chủ yếu là bệnh nhân dùng dụng cụ hít Evo Haller chiếm 73,6%. Thì sau 3 tháng có 9 bệnh nhân chuyển từ MDI sang DPI. Tỷ lệ bệnh nhân dùng sai ít nhất một bước quan trọng của chúng tôi rất cao, chiếm tới 78,5%, trong đó dùng bệnh xịt định liều cao hơn bình hít bột khô có ý nghĩa thống kê với B nhỏ 0,05. Đấy cũng là kết luận một số tác giả khác như Nguyễn Hòa Thu và Bi Út. Tỷ lệ phần trăm mắc sai sót trong từng bước ở bình xịt định liều thì cái bước hay sai sót hay gặp nhất là hít và sâu chậm chiếm 92%, phối hợp tay xịt miệng hít 62,3%, đặc biệt là động tác lắc bình rất dễ nhưng mà có đến 17,3% sai. Theo tác giả Nguyễn Hòa Thu và Hassem thì lỗi hay gặp nhất cũng là bước hít và chậm và sau, tiếp đó phối hợp tay xịt miệng hít. Về bình hít một khô, lỗi hay gặp nhất là đó là thở ra hết mức. Theo tác giả Van der Balen và Kraner, lỗi hay gặp nhất ở vận cụ Tubu Haller và Acu Haller cũng là thở ra hết mức, chiếm 77%-70%. Sau 3 tháng thực hiện các giải pháp thì tỷ lệ bệnh nhân sử dụng đúng chi tiết của chúng tôi đã tăng lên rõ rệt và có ý nghĩa thống kê kể cả hai loại dụng cụ. Về tỷ lệ chung là tăng từ 21,5% đến 74%. Nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự giống một số tác giả khác như Hamelen, Gorut. Tuy nhiên tỷ lệ bệnh nhân sử dụng dùng sai của bệnh xịt định liều vẫn còn cao, chiếm đến 37%. Một số tác giả cho rằng thì bước thở ra hết mức là thuộc về kiến thức, trong khi bước phối hợp tay xịt miệng hít và thở ra chậm và sau thuộc về kỹ năng nên đòi hỏi phải bệnh nhân phải áp dụng nhiều lần. Qua nghiên cứu chúng tôi đưa ra các kết luận sau là 78,5% bệnh nhân sai ít nhất một bước quan trọng khi sử dụng bình xịt định liều và bình hít bột khô. Tỷ lệ bệnh nhân dùng sai cao hơn khi dùng bình xịt định liều so với bình hít bột khô với ý nghĩa thống kê. Bệnh nhân dùng bình xịt định liều hay gặp sai sót ở bước hít chậm và sâu, còn bình hít bột khô là bước thở ra hết mức. Sau 3 tháng thực hiện các giải pháp, tỷ lệ bệnh nhân sử dụng đúng tăng có ý nghĩa thống kê của lại chung và bình xịt định liều. Do đề tài thực hiện trong thời gian ngắn trong 6 tháng, chúng tôi đưa ra những kiến nghị sau. Thứ nhất là cung cấp đa dạng đủ các dụng cụ phân phối bao gồm cả buồng đệm, nên danh sách những bệnh nhân chưa thực hiện đúng để tiếp tục tập huấn đánh giá lại, có kế hoạch đánh giá thường kỳ những bệnh nhân dùng đúng sau thời gian nhất định, cung cấp nhiều hình thức đào tạo như đào tạo nhóm thông qua các kênh truyền thông hoặc là ép điện thoại. Ngoài ra có thể thực hiện thêm những nghiên cứu sâu phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kỹ thuật dụng cụ thuốc và nghiên cứu về hiệu quả lâm sàng của việc cải thiện kỹ thuật thuốc đến chất lượng cuộc sống, triệu chứng và chức năng phổi như FEV1. Và trình bày của chúng tôi là hết, xin trân trọng cảm ơn ạ. Cảm ơn bác sĩ Đinh Thị Thu Hương.